vâng thưa quý vị ngày hôm nay chúng ta làm một món mà quý vị rất là thường khi đi chợ đó quý vị thấy tất cả mọi người đều bán nó là nem chua và cái nem chua này nó không phải làm theo như kiểu hồi xưa mà ở nem thủ đức nổi tiếng làm mà làm bằng thịt sống và ủ nem trong vòng mấy ngày nó mới chua lên thì ngày hôm nay người việt hải ngoại cũng như trong nước đó, đã có cái xu hướng là làm nem từ cái thịt chín tất nhiên là từ cái thịt mà à, hem đó quý vị hem là dâm bông đó cái loại hem mà ở tất cả các chợ đều bán mà ở việt nam mặt lâm biết là bây giờ bán cái này rất là nhiều nem bây giờ đó thì người ta làm bằng thịt này là để thứ nhất là nó không có bị những con vi sinh nó còn sống sót lại nó có thể làm cho chúng ta đau bụng hay là có những cái điều không hay về cái bộ phận tiêu hóa cho nên làm khi làm cái thịt hem này đó làm nem chua đó thì cái kết quả rất là đáng ngạc nhiên là nó cũng không thui hiện nem làm từ thịt sống hết quý vị. Và ở hải ngoại bây giờ đó tất cả những cái chợ đều bán nem làm bằng cái cách này hết. Nhưng mà người mỗi người một cách cho nên có ngon hay dở là do cái tùy theo cái tình người một. mặt Lâm hôm nay đã tìm hiểu được qua những cái người làm nem chuyên nghiệp đó họ chỉ dẫn cho và ngày hôm nay lên nó trình bày với quý vị. Hy vọng rằng cái khi ở nhà nó có trước khi có một cái tiệc hay là À, một cái cuộc họp mặt nào đó thì quý vị chỉ cần làm cái món hem này cho cho người ta tới để mà tự self service đó, ăn tự ăn lấy thì nó cũng là một cái cách để mà đơn giản hóa cái công sức của chúng ta khi mà có tiền có tùng ở nhà thì ngày hôm nay đó làm hem đó thì quý vị cần cái thứ thứ nhất hai cái món chính là hem ở đây mật lâm đem một cục hem này khoảng 900 g và hai gói bì tươi quê hương gói bì tươi này quý vị làm xài cái loại bì nào cũng được hay là mà à, có thể xài bì quốc việt hay là xài những cái cái, cái nhãn hiệu khác cũng được nhưng mà cộng là hai cái này đó thì chúng ta sẽ cần dùng nó là 300 g gram thì bây giờ đó hem á thì nó đúng ra thì nó cũng phải cần cái làm cái ủ nó chua cho nên bây giờ mặt lâm sẽ cắt cái hem này ra để mà ủ đó sau một đêm ngày hôm sau mới bắt đầu mới là cái những cái bước kế tiếp vì vậy cho nên cái cái bì đó chúng ta chưa đụng tới mà chúng ta chỉ lo làm cái phần hem này thôi bây giờ mặt lâm sẽ cắt cái phần hem này ra cho quý vị thấy để coi thì nó làm thế nào vâng thưa quý vị chắc chúng ta cũng có nhiều người hỏi tự hỏi là tại sao mà khi mà ở trong nước đó họ làm đó, thì cái hem của nó có màu đỏ như vậy là nó họ có bỏ phẩm màu đồ vào hay không thưa quý vị dứt khoát là có phẩm màu nhưng mà cái nguyên liệu để làm cho thịt làm xúc xích hay là làm nem đó nó đỏ lên là muối muối diêm quý vị muối diêm đây là cái loại mà tất cả những cái sốt sệt chẳng hạn như là cái, cái cục hem này nó cũng cái phần cần phải có muối diêm nó mới đỏ được như vậy nếu không có muối diêm không cách nào đỏ được cái muối diêm nó làm cho lên men của thịt và nó đỏ nhưng mà làm nó đó thì phải có một cái số lượng cân lượng đúng đắn nếu không thì nó nguy hiểm nhưng mà cái muối diêm mà làm đúng của nó đó làm theo tỷ lệ ít thì không bao giờ bị cái vấn đề sức khỏe thưa quý vị Ngày hôm nay chúng ta đã có cái thịt hem nó đỏ rồi Cho nên chúng ta không cần bỏ muối diêm nữa Mà cái quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ cắt thịt nó ra Cắt nhỏ nó ra quý vị Thì bây giờ ở đây đó thì quý vị thấy nó ở lớp ở ngoài này nó nó dày lắm Cái lớp dày nó là lý do là tự vì nó không khói đó Và nó làm theo cái kiểu của của ngoại quốc đó Cho nên giờ chúng ta bây giờ phải cần phải gọt cái lớp da dày ra Và chúng ta bỏ nó đi thì nó mới mềm được chứ nếu không thì nó nó cứng lắm nó không có nó không có ngon đâu quý vị vâng sau khi chúng ta đã gọt cái phần ở vỏ nó ngoài đó thì bây giờ cái bước thứ hai là chúng ta cắt nhỏ ra quý vị cắt nó thành sợi nhỏ thôi khi mà quý vị cắt ra từng miếng như vậy rồi đó thì quý vị có thể cắt lại sợi nó lại nữa một lần nữa quý vị yên tâm là có lớn hay nhỏ không quan trọng đâu tự vì chú sau khi chúng ta ủ nó trong giấm đó thì lấy ra là chúng ta còn phải xây lại nữa cho nên cũng không quan trọng nó bằng hay không bây giờ quý vị bỏ vào vào hũ đi rồi cắt hết cái phần này cắt hết phần này và chúng ta sẽ ủ nó Nhưng mà có một điều cần nhắc với quý vị là cái món này đó Vì cái hem nó cũng khá mặn nhưng quý vị Cho nên quý vị đừng có bỏ nêm, nêm thêm muối vào đây nữa Cái cái hem này đó nếu ở Việt Nam này có thể không biết Nhưng mà ở Mỹ thì biết rồi Tự vì cái bản chất của nó là nó rất là mặn cho nên bây giờ đã cắt xong nem rồi thì quý vị đừng có bỏ cái gì vào, đừng có bỏ muối vào đây nữa nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ sẽ pha cái dung dịch để mà để mà ngâm nêm nem đó. Thì cái dung dịch này thì cũng dễ thôi. Bây giờ trước mắt là chúng ta có một cốc nước nước ấm đó quý vị. Bây giờ để cho nó nguội rồi một cốc. Chúng ta có nửa cốc đường. Nếu mà quý vị không có không có đường không có cấp này để đo đó thì quý vị cân lên 100 g đường quý vị và muỗng một muỗng đầy tỏi ba tỏi bột đó tỏi bột đây là cái loại tỏi này nó nó rất là tốt nếu Việt Nam chúng ta không có tỏi thì quý vị có thể đâm tỏi tươi cũng được không sao nhưng mà tỏi bột đó, thì nó, nó nó tốt hơn tại vì tỏi bột nó khi mà quý vị ngâm đó phía quý vị ngâm nó trong cái thời gian lâu đó thì nó thấm vào thịt nó thấm vào thịt nhiều hơn và bây giờ chúng ta có một cái loại giấm giấm đỏ giấm đỏ này, này của của ý quý vị ở Mỹ có bán mà Việt Nam mình không mặt lâm không biết là Việt Nam có bán hay không nếu Việt Nam quý vị không có tìm ra được cái giấm này đó thì quý vị có thể xài cái loại giấm này giấm đỏ này của Đài Loan thì cái loại giấm đỏ này cũng cũng rất tốt nhưng mà nó sẽ không bằng cái giấm cái giấm này đâu quý vị cái giấm cái giấm từ cái red wine này nè khi quý vị ngâm xong rồi đó, ăn không nghe cái mùi một chút xíu mùi rượu nữa hết á. Thì bây giờ mật lâm xài cái loại giấm này. Còn nếu quý vị không có thì có thể quý vị xài tạm cái loại giấm giấm đỏ của người Hoa cũng được. Thì giấm này ở trong cái hỗn hộ, hợp nước này đó, thì mật lâm bỏ vào để đúng một một cấp. Vâng đúng một cấp một cấp đó quý vị. quý vị có thể thấy là cái nước này đó nó cũng không có được đỏ cho nên á, mật lâm sau khi quậy nó lên á, thì chúng ta có thể thêm một ít màu đỏ mà cái màu mà thực phẩm đó cho nó, nó cho nó đẹp cái, cái 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 nem của chúng ta bây giờ khi mà hòa tan được hết tất cả cái này ra rồi chúng ta mới cho cái màu đỏ sao bây giờ thì cái quý vị có thể dùng màu đỏ loại màu food color đó bất cứ cái hiệu gì cũng được nhưng mà cho vào đây chừng khoảng 5 giọt thôi quý vị Vâng đúng 5 giọt Quý vị sẽ thấy cái màu nó nó sẽ làm cho cái màu này nó sẽ làm cho thịt đẹp hơn và cái giấm và nước này nó nó cũng có khả năng nó làm cho cái miếng thịt nó không có còn mặn nữa bây giờ chúng ta bỏ hết tất cả thịt này vào đây sau khi cắt thịt 900 gram thì bây giờ còn lại chỉ khoảng 800 g thịt nha quý vị tại mình, mình cắt cái vỏ mình bỏ rồi thì còn khoảng 800 g Và bây giờ với cái số lượng thịt này đó quý vị có thể bỏ vào tủ lạnh để một đêm sáng hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta làm tiếp. Vâng. Bây giờ chúng ta bọc giấy bọc kính, bọc giấy nhựa cho nó, bọc cái giấy phim đó cho nó kín rồi bỏ vào tủ lạnh nha quý vị. Vâng, bây giờ sau khi chúng ta đậy lại kỹ lưỡng như vậy đó thì chúng ta bỏ vào tủ lạnh để sáng hôm sau chúng ta quay trở lại để làm tiếp cái món nem chua này quý vị. Vâng, thưa quý vị, khi mà hem của chúng ta vừa đã bỏ trong tủ lạnh được một đêm đó, Tức nhiều nó đủ chua và nó bây giờ thì chúng ta lấy ra để mà chúng ta làm những công đoạn khác. Bây giờ trước tiên thì quý vị đổ cái nước hem này ra và cho nó, nó lọc cái nước nó đi. Nó rất là thơm quý vị, nó thơm lắm tại vì mình có ướp tỏi trong này đó. Nhưng mà cái cái heo này quý vị đừng có rửa gì cả nha quý vị, từ vì chúng ta sẽ không có rửa nó, chúng ta chỉ để cho nó ráo nước thôi. Riêng về bì bì heo đó quý vị thì chúng ta xài ở đây chỉ có 200g thôi khoảng 200 gram nha quý vị muốn dùng thêm cũng được nữa không sao nhưng mà đừng có quá đừng có quá 300 gram tại vì bì nhiều đó thì nó cũng làm cho cái cái món nem của chúng ta không ngon vâng sở dĩ chúng ta phải trụng bì là vì chúng ta sẽ cái, cái cho nó hợp vệ sinh đó có thể là bì đó qua một cái công đoạn nó sản xuất nó để tủ đá lâu ngày quá thì nó có vẻ nó có thể là bị hôi thì bây giờ quý vị nấu nước sôi nhưng mà không có sôi chỉ có 50 độ thôi hơi ấm ấm vậy và quý vị bỏ bì vào đây để quý vị trụng nó nhưng mà đặc biệt có cái đó là quý vị không có không có để lâu ở trong 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 nước 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 nóng này nha quý vị thì vì để lâu trong nước nóng nóng đó thì bì nó sẽ mất cái độ giòn của nó bây giờ chúng ta nhúng sơ qua đây và lấy lên liền thì bì nó sẽ bảo đảm cái độ giòn nó còn mà nó nó đây là cái cách để chúng ta khử trùng đó làm cho sạch bì cái kiểu này thì nó an toàn hơn tại vì chúng ta đã làm nem thì phải an toàn quý vị chứ không có thể để lâu được bây giờ quý vị đừng có luộc gì nữa cả bởi vì sau khi chúng ta trộn sơ cái bì của chúng ta đó bây giờ chúng ta cho vào đây với cái số lượng bì này đó quý vị cho vào đây một muỗng đầy đường cát một muỗng ăn canh đó nha quý vị và khoảng một muỗng ăn canh tỏi băm bây giờ quý vị bỏ vào đây 1 phần tư cấp giấm giấm đỏ đó quý vị và đồng thời quý vị đừng quên là bỏ thêm màu đỏ nữa cho nó cái bì nó đỏ chung như là cái cái hem vậy đó bây giờ quý vị bỏ vào đây ba giọt Vâng, ba giọt màu. Quý vị trộn nó lên. Quý vị nhớ trộn cho cái màu nó nó lan hết ra à, ta bì nha quý vị đừng có để cho nó không có lan và bây giờ chúng ta sẽ bắt bếp lên đây chúng ta một lát nữa sau khi chúng ta xây xong đó là chúng ta bắt bếp lên để mà chúng ta xào nó cho nó cái cái nhựa cái um, galentine ở trong bì nó, ra rồi nó mới là kết dính lại với hem của chúng ta sau khi quý vị ướp bì với đường và giấm thì với tỏi nữa bây giờ quý vị bỏ một ít nước vào đây quý vị chờ mà chúng ta đây là cũng như xào cái cái bì vậy xào cho cái mục đích cho cái chất gelatin tức là cho nó tan nó ra đó để cho nó kết dính lại bây giờ chúng ta bỏ hết cái này vào khi nước gặp nước nóng đó, thì cái chất cái cái gelatin ở trong trong da con heo đó thì nó sẽ ra nó tan ra theo nước nóng và bây giờ vậy giờ nó sẽ kết dính lại với cái hem đó quý vị chúng ta cũng đừng xào lâu lâu quá cũng vừa vậy thôi và tắt máy tắt lửa đi sau khi quý vị đổ cái bì ra một cái tô nhỏ đó bây giờ chúng ta cho thính vào quý vị cho chừng khoảng nửa muỗng canh thính quý vị. Mọi vị trộn lên. vâng bây giờ thì chúng ta bắt đầu một cái công đoạn mới là chúng ta sẽ xay cái hem ra hem thì quý vị sau khi để cho nó khô ráo rồi đó bây giờ chúng ta có một cái cái máy máy xay quý vị nếu không có máy xay nhỏ dùng máy sinh tố cũng được quý vị chúng ta phải cần cái phải xay cái cái hem này ra vâng chùa quý vị cũng đừng xay nát quá chúng ta cũng không cần xay nát quá đâu chúng ta chỉ cần nó hơi hơi như vậy là được rồi quý vị Khi chúng ta lấy hết thịt này ra nha quý vị và chúng ta chuẩn bị để mà bỏ cái cái bì vào đây luôn. Bây giờ bì này nó có vẻ nó hơi dài cho nên chúng ta không cần như nhưng mà chúng ta cắt nó ra bớt quý vị. Chúng chúng ta không có cần xay nó. Tại vì nếu mà xay nó thì nó sẽ không ngon. Bây giờ chúng ta lấy cái kéo chúng ta cắt bớt cho nó ngắn bớt đi cũng cắt vừa vừa thôi Chứ không cần cắt cắt lớn quá đâu quý vị đó bây giờ chúng ta đổ hai cái uh, bì và hem vào chung và chúng ta trộn nó lên vâng bây giờ thì nó để đều rồi chúng ta cái 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 đồ đựng này nó quá lớn bây giờ chúng ta kiếm một cái đồ đựng nhỏ lại để cho cái cái nem của chúng ta nó có độ dày hơn quý vị lót miếng phim ở dưới nha quý vị để lát để khi mà nó chia nó nó đông lại rồi nó cứng lại rồi đó chúng ta dễ dễ dở lên bây giờ chúng ta lấy một cái sẵn như vậy để đè nó xuống và cho nó bằng cái mặt đó đó cho nó đẹp nó đã dễ giặt lắm rồi và bây giờ cái công đoạn sau nữa đó khi mà chúng ta thì chúng ta còn phải gói nó nữa, nữa gói rất dễ quý vị không có khó vâng bây giờ chúng ta đem vào tủ lạnh chúng ta để chừng khoảng 4 tiếng đồng hồ sau đó chúng ta lấy ra và chúng ta cắt nó ra vâng thưa quý vị sau một ngày bỏ chúng ta bỏ cái anh em này vào tủ lạnh đó thì bây giờ chúng ta lấy ra bỏ ra đây vâng và... vì thế là cái anh em của chúng ta đó, nó rất là đẹp và nó đứng ở đây đang nghe mùi thơm bây giờ mật lâm sẽ cắt ra từng miếng vuông và ở đây nó mật lâm có ớt có tỏi và có rau răm đúng theo cái, cung cách mà người việt chúng ta thường làm đó thì bây giờ mật lâm cũng làm theo cung cách đó và sau khi bọc cái ni lông lại thì chúng ta có thể để dành ăn từ từ Bây giờ nêm chúng ta có thể cắt hình vuông hay hình chữ nhật gì tùy theo quý vị, lớn hay nhỏ cũng tùy theo quý vị luôn, không có cái luật lệ nào phải bắt buộc mình cắt nhỏ bao nhiêu cm cả. Và bây giờ Mật Lâm đã cắt cái này theo hình chữ nhật. Và bây giờ chúng ta quấn lại bằng uh, giấy plastic quý vị. Thì để quấn lại nó đó thì quý vị cho một cái miếng uh, cái miếng phim đó, cái miếng mà chúng ta thường bọc đồ ăn đó hình vuông như vậy. Chúng ta bỏ nó xuống. Và việc đầu tiên thì chúng ta có ba loại là ớt, uh, tỏi và rau uh, răm. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta bỏ miếng ớt xuống. Chúng ta bỏ miếng ớt xuống ngay chính giữa cả cái uh, cái cái giấy này quý vị. Trên đó chúng ta lót một miếng tỏi. Và cuối cùng là một cọng rau răm, vẫn cái lá thôi nha quý vị. Nếu mà cái lá nó dài quá thì quý vị có thể cắt mà mặt lâm thì không 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 cần cắt quý mặt lâm để vậy luôn và bây giờ chúng ta lót cái uh, cái miếng đèn của chúng ta lên trên vâng sau khi lót xong đó quý vị có thể cuốn quấn lại cái 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 black này đây rất dễ quý vị nó 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 dính chặt lắm và cuốn lại bên bên này luôn là xong nó vừa sạch và vừa rất là đẹp mắt quý vị Bây giờ quý vị đã thấy là cái miếng nem của chúng ta nó như thế này. Thì à, cách này đó thì à, dễ làm nhất và nó đơn giản nhất. Quý vị có thể tiếp tục làm. Vâng, bây giờ thì cái à, sản phẩm nem của chúng ta đã thành công quý vị. À, cái món nem này thì quý vị có thể để ăn được trong vòng khoảng, khoảng 10 ngày. Và để nếu để tủ lạnh thì càng tốt. Còn nếu để ngoài thì quý vị có thể nó thời gian nó gắn hơn một chút. Nhưng mà để càng lâu thì nó càng chua quý vị. Vì nó lên men đó cho nên quý vị cũng nên ăn trong vòng một tuần lễ thôi đừng có để lâu quá nó chua nó mất ngon mặc lòng hy vọng rằng cái món nem mà làm từ hem và từ thịt nguội này đó sẽ giúp cho gia đình quý vị có những buổi hội họp mặt vui vẻ cảm ơn quý vị đã chia sẻ cái món nem chua này